Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 hiện đang rất phức tạp với nguy cơ lây lan nhanh. Vì vậy, lúc này phải tập trung cao độ đề phòng, chống, bình tĩnh, xử lý các tình huống, đồng thời rút kinh nghiệm các lỗ hổng do chủ quan gây ra dịch lần này. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện vào chiều tối qua 19 tháng 6 để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Theo báo cáo tại cuộc họp, sau khi ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại quận Thanh Khê, thì ngành y tế và địa phương đã khẩn trương vào cuộc để tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm. Qua đó đã xác định 463 trường hợp F1 để tiến hành cách ly và qua xét nghiệm có 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, sau khi tách 7 mẫu gộp để xét nghiệm riêng lẻ, thì có 18 trường hợp dương tính. Tổng cộng có 4 điểm nóng liên quan đến các ca bệnh đã được khoanh vùng phong tỏa. Liên quan đến ca bệnh ở Nghệ An, từng bán vải tại Đà Nẵng thì đã truy vết 12 F1 và qua xét nghiệm tất cả đều âm tính. Ngoài ra, 67 người liên quan đến người bán vải này cũng đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung cao độ, tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong tình hình mới. Bí thư Thành ủy yêu cầu vào cuộc quyết liệt, trong đó phải thông báo cho người dân, đồng thời nhanh chóng truy vết và xét nghiệm ngay các trường hợp từng đến kiệt 407 Lê Duẩn và công ty nhựa Duy Tân, huy động lực lượng và hỗ trợ quận Thanh Khê để tăng tốc truy vết xét nghiệm các trường hợp liên quan. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Công an thành phố kiểm tra xử lý trách nhiệm các chốt, sớm phối hợp bổ sung các chốt kiểm soát theo đề nghị của các địa phương, phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm công ty nhựa Duy Tân về những vi phạm các quy định phòng chống dịch. Tôi đề nghị Sở Công Thương, Sở Giao thông phối hợp với Công an thành phố và Công an quận Thanh Khê điều tra làm rõ cái trách nhiệm của chủ cái công ty nhựa Duy Tân và những người có liên quan về việc không thông tin về cái trường hợp lái xe vào từ thành phố Hồ Chí Minh vào đó và không khai báo cái thông tin về việc là lái xe này dương tính. Nếu có vi phạm, tôi đề nghị xử nghiêm, thậm chí là đình chỉ hoạt động của cái công ty này. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đồng ý chủ trương tạm dừng hoạt động tắm biển cũng như bán hàng ăn uống phục vụ tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong nhân dân, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp phải siết chặt hơn nữa. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường trách nhiệm trong nỗ lực kiểm soát, khống chế dịch bệnh trên toàn địa bàn thành phố. Trước hết tập trung lực lượng để tăng tốc truy vết, xét nghiệm để khoanh vùng dập dịch tại quận Thanh Khê. Yêu cầu lực lượng công an phối hợp ngành y tế, Ủy ban Nhân dân các quận huyện củng cố, sắp xếp và tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm soát người ra vào thành phố tại các cửa ngõ. Trong đó tập trung các giải pháp kiểm soát người về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp khai báo gian dối, không trung thực, cố tình làm sai lệch thông tin để vào thành phố. Hướng dẫn và xây dựng cái quy trình để mà tiếp nhận và xử lý các xe mà vào và ra thành phố để thống nhất tại các chốt. Phải nhắc nhở đôn đốc để trách nhiệm ở các tổ dân phố, tổ COVID cộng đồng trong vấn đề phát hiện, giám sát, báo cáo những người đi từ vùng dịch về. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tất tần tật trên địa bàn thành phố, các quận huyện yêu cầu thực hiện nghiêm túc cái việc tiếp nhận và giám sát những người đến làm việc này, đến công tác làm việc, đến tiếp nhận giao hàng, vân vân, tất cả những cái gì mà người từ vùng dịch về thì đều phải báo cáo với chính quyền địa phương và các cơ quan cấp trên có liên quan. Mà đơn vị nào mà vi phạm thì sẽ cương quyết xử lý và có thể để dừng hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị CDC thành phố tăng cường phối hợp với CDC các địa phương để chia sẻ thông tin, kịp thời xử lý các tình huống, tránh để bị động bất ngờ. Giao công an thành phố tập trung điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định phòng chống dịch, khiến dịch bệnh bùng phát trở lại như hiện nay.
các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong khu dân cư, các địa điểm thường có đông người tập trung.